Làm sao? Ủa gì đấy? Tao còn xin vài lời khuyên. Mày vào việc luôn đi nhá, tao không thời gian đùa mày đâu. Tao muốn hoàn lương, muốn bắt đầu lại từ đầu. Không được à? Nghĩ được thế thì tốt. Cuối cùng biết mở cái mắt ra, nhìn thấy cu con mà sống. Mày mà không cẩn thận nó giống tao của mày. Đúng là đời tao với đời mày chả khác gì nhau cả. Cũng lồng bông đầu đường xó chợ, không ai dạy dỗ. Thành ra nông nỗi này, trẻ con nó học cái gì cũng nhanh, nhất nó lại là con trai. Mày mà muốn nó tốt thì mày phải làm gương cho nó. Đúng là ở đời chẳng có thứ gì dễ dàng cả. Dễ hay không do mình. Mày từ đấy xã hội đi lên mà vẫn giữ cái thói ngông cuồng với sĩ diện, xã hội nó đập cho mày nhức người. Anh Dũng à, 8338 một con nghìn nhá. Chuyển sau, thắng thì cầm tiền về, thua thì chuyển khoản, sợ cái gì mà cứ phải floor. Anh Hùng ơi. Gì đấy? Thằng hôm trước gọi lại đến này. Ơ kìa người anh em, chuyện hôm trước xong rồi mà. Không phải chuyện đấy, bên mình vẫn nhận người chứ. Ờ, vào nhà uống nước đã. Anh uống nước đi. Cảm ơn. Thế nhà người anh em ở đâu? Giấy tờ tôi đây. Anh có gia đình chưa? Ở nhà thì có ông già với thằng cu 7 tuổi. Nói chung một mình gồng gánh nên hơi căng. Cái bù nó đâu? Đi làm ăn xa rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ nhận anh vào đây làm thử. Vì sắp tới tôi cũng mở thêm một cái quán nữa, nên toàn bộ nhân viên ở đây sẽ sang bên đấy. Còn nếu anh làm tốt ấy, thì tôi sẽ nhận anh ở đây làm dài hạn. Cảm ơn anh nhé. Tôi uống nước đi, xong tí anh em ra kia chỉ việc luôn. Ok. Sao cứ mân mê áo bố thế hả Bo? Bố ơi, thế từ giờ bố có cơ quan rồi ạ. Đây là đồng phục đi làm ở cơ quan bố ạ. Ừ, bố có cơ quan rồi. Thế có thích áo này không? Có ạ. Thế bố ơi, cơ quan bố tên là gì ạ? Để mai con đến lớp khoe với các bạn. Hồi trước, bố bạn nào cũng đều có cơ quan. Có mỗi con là không có nên toàn bị các bạn trêu. Cơ quan của bố là Trung tâm Tư vấn và Chăm sóc giao diện các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Khoe thoải mái nhá. Bố ơi, thế hôm nào bố cho con ra cơ quan bố chơi nhá. Mai con được nghỉ, bố cho con ra cơ quan bố chơi. Đồng ý không? Có ạ. Nhưng mà bố ơi, thế mẹ biết bố có cơ quan thì mẹ có về không ạ? Chỗ làm của thằng cu con nghịch ngợm, trông vui mắt anh nhỉ? Hôm nay cháu nó được nghỉ học, đưa lên đây cho biết. Đưa lên nhiều lại sẽ phiền các chú. Phiền cái gì đâu, thằng cu nhà anh ngoan như cún ấy. Đến thì càng vui chứ sao. Chỉ sợ đến đây nhiều, mẹ nó lại mắng cho thôi.
Cái đấy thì không phải lo. Nhà bây giờ còn mỗi ông già với hai bố con, chả còn ai. Thảo nào. Mà chắc sao đâu anh ạ. Con mình chăm là đúng. Đâu phải mỗi đàn bà mới chăm sóc con nhờ. Bo, vào đây chú cho này này. Con xin chú ạ. Chơi ngoan cho bố làm việc nhé. Vâng ạ. Bố ơi, con được chú kia tặng ô tô này. Thế à? Cảm ơn nhá. Con rửa tay rồi chơi nhá. Vâng ạ. Nhất bò nhá. Nước gì đấy? Mướp đắng. Nghe bảo là mướp đắng giảm mỡ tốt phết đấy. Tôi đun sẵn rồi anh uống đi. Từ bây giờ uống thay nước lọc luôn nhá. Cảm ơn. Mẹ. Mẹ ai cơ? Mẹ của mướp đắng. Cho cả cân vào đây ra đắng đi. Đúng không? Mấy cái lát thôi mà. Sao cô lại ăn đồ của tôi? Thì tôi không nỡ để anh ăn kiêng mình. Ăn cùng cho có đồng đội làm gì. Hơi. Ừ, nhìn đi, tôi thấy tôi cũng béo lắm rồi đấy. Cũng phải giảm cân thôi. Người thì như cái que lại còn giảm cân. Ăn nhiều vào cho nó có sức. Tự nhiên đi giảm. Giờ hơi nó vừa. Mầm ơi, con xem ai đến thăm con này. À đấy ạ. Đây là bà nội của con đấy. Bà nội ấy ạ, có phải bà nội ngày xưa bố mẹ kể với con là bà nội bị lạc đúng không ạ? Sao bà tự tìm được đường, hay ai giúp bà đấy ạ? Bà xin lỗi, bây giờ bà mới đến thăm con được. Bà hết lạc đường rồi thì bà phải vui chứ ạ? Mày cứ tự nhiên như ruồi thế. Chủ ở đây người ta đuổi việc tao đấy. Ra chỗ khác chơi đi. Anh làm sao ấy? Em đang tập làm người tử tế như anh bảo ăn gì. Người tử tế sáng giờ đói thối mồm mà. Không có ai nữa đuổi người tử tế cả. Mà em chả biết em có trụ qua ngày hôm nay không. Bơ ở người tử tế này. Mày! Mày kia! Bác sĩ ơi, cứu con em ơi, bác sĩ ơi. Bác sĩ đưa con em đi đâu nè? Bác sĩ ơi, bác sĩ đưa con em đi đâu nè? Tôi mời anh chị ra ngoài ạ. Bác sĩ ơi, bác sĩ cứu con em ơi. Ơ, thì con nó bị làm sao đấy em? Anh không biết, em đang nói chuyện với con xong rồi nó co giật rồi nó sốt luôn. Bác sĩ đưa đi luôn. Nó có làm sao để em làm sao được. Mầm ơi. Mầm ơi, bà mẹ xin con đừng có chuyện gì không đi, mẹ chết luôn con này. Con ơi. Anh ơi. Anh chị ơi, bệnh của cái mầm nó trở nặng rồi. Anh qua đây được không ạ?